Rồi, hello anh em nha. Nay mình có làm sẵn một ít cái bình xăng con rít leo bông mai ga tròn họng 26 và họng 28. Tháp co đúc cổ cao AB, mình gia công sẵn hết về cho anh em về ráp lên xe chạy ha. Thì đối với một bộ bình xăng con như thế này, sau khi đã tháp co keo AB và móc họng móc xăng, móc lỗ xăng bô hết cho anh em. Như thế này thì mình bán cho anh em một bộ gì có giá là 650, thì mình sẽ làm chỉ hai size là cái họng 26 và họng 28 nha. Đó. Đây. Đây là cái bình xăng sau khi mình tháp nha. Đó. Trên tay mình đang cầm là họng 26 nha anh em. Đó, lỗ co xăng là mình đã bóc lại xử lý lại ha, liền đẹp ha. Cho anh em về gắn lên xe là chạy ngay. Bình 26 là cái ga 28. Có bao bì dép nha anh em. Đó. Này hàng chính hãng của Rít Leo. Đây là cái bình xăng Rít Leo họng 28, đúc co cao AB. Anh em mua lẻ mình vẫn có bán luôn nha anh em. Bình 28 thì họng 28 chứ ga 30 nha anh em. Đó. Sau khi gia công sẵn như thế này thì mình bán cho anh em giá là 650 ha. Còn anh em mua lẻ thì bình xăng là 500, co là 100.000. Đó. Anh em nào thật sự có nhu cầu thì cứ alo mình qua số điện thoại 0933 996 332 ha.